Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái phần khi chúng ta đã thiết kế giao diện xong rồi thì chúng ta sẽ đi vào một cái phần là hiển thị dữ liệu vào lưới. Nhưng mà trước khi hiển thị dữ liệu vào lưới thì chúng ta sẽ phải viết một cái đoạn, chúng ta sẽ có một cái bước là kết nối cơ sở dữ liệu, và kết nối ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái Entity Framework. Đó, thì chúng ta sẽ coi cho thầy cái thao tác tạo ra kết nối cơ sở dữ liệu nó hiện ra giống như vậy. Đó, chúng ta coi cái video nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để kiểm tra lại coi chúng ta có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì khi mà chúng ta vào trong cái này thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ nhấn chuột phải, và đúng với tên chương trình ở đây chúng ta nhấn S, nhấn chuột phải, chúng ta chọn S, chúng ta chọn New Item. Và ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý chúng ta chọn mục data, ở đây chúng ta tìm cái chữ là Entity Framework. Trong cái máy này thì cài nhiều cái kiểu kết nối khác nữa, thì đây chúng ta chọn Entity Framework, và chúng ta có thể để tên này mặc định luôn cũng được. Đó, và bấm mét để tên mặc định hoặc là sửa cũng được, bấm mét. Chúng ta coi theo thao tác nhé. Rồi chúng ta chọn bấm Next. Rồi ở đây là chúng ta sẽ bấm vào New Connection, nghĩa là tạo kết nối. Thì và lưu ý tạo kết nối này chúng ta sẽ nhập cái tên của server, của SQL server, thì chúng ta có thể qua bên đây chúng ta coi này, đây là chúng ta cái tên. Chúng ta có thể bấm vô đây một cái, rồi bấm vô đây một cái chúng ta lấy cái tên. Và lưu ý cái chỗ này là chúng ta sẽ bấm vào đây chúng ta tìm cái tên. Đó, chúng ta copy cái tên này bôi đen và bấm Ctrl C copy. Chúng ta đưa vào trong chỗ này. Và chúng ta có thể thay cái tên máy bằng dấu chấm giống như hồi nãy cái đầu tiên thầy chỉ cái cách tạo bảng dữ liệu. Thì nó bấm vào đây chúng ta sẽ thấy sổ xuống, chúng ta chọn vô cái cơ sở dữ liệu quản lý đề tài và bấm test kiểm tra nó báo thành công và bấm ok. Chúng ta nhớ chúng ta coi lại cái video thì chúng ta chờ một chút nó sẽ tạo ra cái chuỗi kết nối và cái entity framework. Tí chúng ta dùng cái entity framework này để quản lý thêm xóa sửa dữ liệu. Rồi chúng ta bấm next và chúng ta thấy nó hiện này, chúng ta cứ bấm next thôi. Rồi lưu ý chỗ này quan trọng, khi mà chúng ta tới chỗ này chúng ta bấm vô cái chỗ này chúng ta đánh dấu những cái bảng mà chúng ta chọn. Rồi chỗ này chúng ta sẽ bấm đánh dấu vô những cái row schedule mà chúng ta sẽ xử lý. Chúng ta có thể để cái này vô luôn hoặc là không cũng được, không quan trọng cái chỗ này. Rồi bấm finish, bấm finish nhé, chú ý nhé. Rồi chúng ta chờ, nó đang tạo kết nối. Đó, nó đang tạo kết nối nhé, chúng ta chờ. Rồi, ở đây chúng ta thấy nó sẽ đã tạo xong rồi, chúng ta để ý ở đây nè cái model. Và lưu ý mỗi lần mà chúng ta chỉnh sửa gì ở bên SQL Server, chúng ta sửa bảng dữ liệu hay là chúng ta thay đổi các row schedule ở trong đây thì chúng ta phải update, thậm chí chúng ta sẽ xóa cái bảng dữ liệu ở đây và chúng ta update lại. Update bằng cách là chúng ta sẽ nhấn chuột phải vào đây, chúng ta sẽ chọn update, và chúng ta sẽ chọn lại các. Nếu mà chúng ta sửa bảng thì nó sẽ xóa bảng ở đây thì nó hiện bảng đây hoặc hiện những cái row schedule để chúng ta update lại trong đây. Đó. Nếu mà chúng ta mỗi lần mà chúng ta chỉnh sửa gì bên SQL thì chúng ta update. Rồi, bây giờ là thầy đã hướng dẫn chúng ta cách kết nối cơ sở dữ liệu. Và lưu ý khi mà mình đã kết nối được rồi thì trong cái file này nó sinh ra một cái đoạn code, một cái đường dẫn kết nối cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta lưu ý nó nằm ở trong cái chỗ connection chain. Chúng ta sẽ sử dụng cái đối tượng này để tương tác với SQL Server, và ở đây nó sẽ chứa cái đường dẫn kết nối SQL Server.
Thì mỗi một cái phòng hay mỗi một cái máy khác nhau, thì đây là cái tên của cái server này và đây là tên của cái cơ sở dữ liệu. Đó. Nếu mà chúng ta muốn kết nối từ xa thì chúng ta thay nó bằng IP. Đó. Rồi. Đó là cái cách kết nối cơ sở dữ liệu. Chúng ta lưu ý khi tạo xong thì chúng ta xin nhớ cái này và chúng ta sử dụng cái này để quản lý dữ liệu. Rồi, thầy tạm ngưng cái video ở đây. Video kế tiếp thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách viết code hiển thị dữ liệu nè, thêm xóa sửa. Rồi, chào các bạn.